Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập số 3 sách giáo khoa trang 77. Đề bài như sau: cho biết các monomer được dùng để điều chế các polymer sau. Chúng ta có ý A, B, C, D, E và G. Thì để làm được bài tập này, trước hết là chúng ta phải phân biệt xem các polymer này được điều chế từ các phản ứng trùng hợp hay là trùng ngưng. Sau đó thì chúng ta sẽ xác định monomer ban đầu là chất gì. Chúng ta sẽ cùng nhau đi làm từng ý một. Ở ý A, chúng ta thấy rằng polymer có công thức là CH2CHCl Z2CHCl. À, vậy thì polymer này được điều chế từ phản ứng trùng hợp đúng không nào? Và đây chính là đó, một mắt xích của monomer. Vậy thì được điều chế từ monomer ban đầu đó chính là, ở đây cô sẽ để polymer nhé. Và đây là monomer. Thì rất là đơn giản, chúng ta sẽ nhìn thấy một mắt xích rồi đúng không nào? Vậy thì điều chế từ monomer ban đầu đó chính là CH2 nối đôi CHCl. Đó, đây. Khi mà chúng ta thực hiện phản ứng trùng hợp thì nối đôi đó sẽ mất và chúng ta sẽ liên kết các phân tử monomer với nhau. Rất là đơn giản đúng không nào? Vậy thì tương tự chúng ta sẽ làm ý B, ý C, ý D, ý E và ý G. Ở ý B chúng ta cũng sẽ có phản ứng trùng hợp các monomer, đó chính là, cho anh nhìn này, CH2, CH2, CH2 và CH2. Vậy thì một, đây chính là một phân tử monomer đúng không nào? Có công thức là CH2 nối đôi CH2. Đó, đó chính là monomer của nó. Tiếp đến ý C, chúng ta có CH2 CH ở dưới là CH3 nối đôi CH CH2. Vậy thì ở phản ứng này, à, giống như điều chế buta-1-barien phản ứng trùng hợp đúng không nào? Ở đây thì nếu như mà phân tử của nó thì nối đôi sẽ ở đây đúng không nào? Khi bị thực hiện phản ứng trùng hợp thì nối đôi sẽ dồn vào giữa đúng không nào? Thì monomer ban đầu của nó sẽ là CH2 nối đôi CH. CH3 không tham gia phản ứng đúng không nào? Nó là mạch nhánh. Ở đây là CH này. Thì tiếp đến là C và nối đôi CH2. Đúng chưa nào? Đó chính là monomer ban đầu. Tiếp đến ý D, chúng ta có một amino acid đúng không nào? Phân tử amino acid sẽ là monomer ban đầu. Ở đây sẽ là NH2 CH2 và 6 lần COH. Đó, đó chính là monomer ban đầu. Nhìn rất đơn giản. Đến ý E thì chúng ta thấy đây là một phản ứng trùng ngưng đúng không nào? Đây, chúng ta sẽ có hai phân tử monomer ban đầu. Đó. Ý đây CO này tách ra. Đó, mình nhìn nhá. Vậy thì sản phẩm ban đầu của sản phẩm polymer đó chính là monomer. Ở đây chúng ta nhìn thì có thể nhìn ở đây trước hoặc là ở đây trước. Nhưng mà ở đây thì chúng ta sẽ có axit đúng không nào? CO sẽ là HOC. Rồi.
Đối với cả CH2 đúng không nào? Vòng benzen. Và đến. Đây cô có thể nhìn vào đây. C. Cô xin lỗi là CO thì là HCO. Đây không có CH2 này, nối trực tiếp với vòng benzen này rồi đến COH đúng nào? Và ở đây sẽ là đến đây là hết này. Và đến đây thì sẽ là của góc OH đúng nào? OH CH2 vòng benzen và đến CH2 OH. Đó. Đó là monomer ban đầu. Và đến IG thì chúng ta cũng sẽ nhìn đây chính là liên kết peptide đúng không nào? Đó. Thì monomer ban đầu sẽ là NH2 đúng không nào? CH2 cả 6 lần. Và NH2. Và đây chúng ta sẽ có HOC CH2 4 lần. COH. Ở hai phản ứng cuối là phản ứng E và phản ứng G thì là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng đúng nào? Vừa rồi thì cô và các em đã cùng nhau làm bài tập số 3 sách giáo khoa trang 77. Hẹn gặp lại các em trong các bài tập tiếp theo.